Ok, rồi chào anh em. Tình hình có một bạn học viên cũng hỏi về một vấn đề, đó là tạo cái góc angle giữa cái góc độ giữa cái mấy cái nút đây này với cái thanh này thì sao? Ok, thì ở đây mình trình bày ý tưởng như thế này. Thì chúng ta sẽ chọn riêng hai cái. Thì tất nhiên đó là khi vào trong Tesla Rexhaper thì mình có thể lọc được những thằng đó nha. Lọc được những thằng đó, hoàn toàn lọc được những thằng đó. Đó. Rồi, thì nguyên lý nữa đó là sao? Chúng ta tìm được góc góc cái góc tạo bởi cái trục này và các frame, thì từ đó chúng ta có thể là sao ép nó vào cái mặt phẳng. Thì giữa cái đường thẳng này với các frame á, nó có gì, nó có cái một cái mặt phẳng, thì từ đó chúng ta vẽ được vòng tròn và chúng ta ngắt được các đường tròn như thế này. Thì những đường như thế này á là được vẽ bởi đường construction line trong Tesla ha, thì nó giúp mô đồ của mình nhẹ hơn so với cái đó. Ok mà đó, thì nói chung nguyên lý là như vậy, thì nó cũng đơn giản chứ không khó. Thì đây mình làm chế độ tự do, mình làm cho chế độ đó là chúng ta muốn thanh nào thì nó ra thanh đó. Ok, mà chúng ta muốn ra nhiều thanh thì chúng ta biết nhiều thanh. Ok mà đó, thì cái khó đây là nó nữa là gì, đó là giữa một thanh nó gắn với một nút, còn thanh còn lại thì nó gắn với hai nút, thì ở đó chúng ta sẽ chia nó ra. Ok mà, thì nói chung là nó có độ khó hơn tí, thực sự nó cũng vậy chứ không có khó gì lắm. Ok, thì nói chung đó là chúng ta nắm được mà bốn nguyên lý đúng không ạ? Điểm, vector, plane và trees. Đó, thì từ đó chúng ta có thể làm được những cái này. Thì mình sẽ, thì với công cụ như thế này thì sao? Sorry, với những công cụ như thế này sao chúng ta có thể tự do và làm bất kỳ công trình nào mình muốn cũng được. Thì ở đây chúng ta đang biết tự do mà, ok mà. Đó, biết biết cái nào thì nó ra đó rồi. Ví dụ như chúng ta muốn ra thi công đúng không ạ? Và bây giờ thi công ra thi công mà chẳng lẽ bây giờ chúng ta lại cầm cái mô đồ Tesla đi sang đúng không? Chúng ta muốn export nó sang IMC để sang Chimbal Connect hay là bất kỳ một phần nào mềm nào đó có thể đọc được cái này, thì chúng ta phải convert nó sang đối tượng Brave hoặc là Slab trong Tesla. Thì cái vấn đề ở đây đó là cái đường construction line này nó không export được sang IMC. Anh em ok không ạ? Nó không export được sang IMC hay sao đó, mình tìm hiểu rồi mà không biết sao các anh em nào export được thì nói mình đi nha. Rồi, thì mình sẽ chuyển chế độ đó là convert nó sang sàn. Ok mà. Sàn click đúp cái đó, thì ở đây á là mình vẽ bằng sàn này. Rất nhiều điểm ok mà đó, nó vẽ bằng sàn đàng hoàng. Ok, để chúng ta export nó được sang IFC đây, chẳng hạn như vẽ bằng dầm và tại ba điểm chỗ đây thì có điểm cong đàng hoàng nha, đó có chamfer đàng hoàng đó. Rồi ok, thì với cái dầm á mình vẽ ba điểm như thế này nó sẽ nhẹ hơn so với các mình vẽ rất nhiều điểm tạo thành đường cong. Rồi, và đây độ đó, thì từ đó mình export sang IFC. Thì export sang IFC rồi thì sao? Thì mình có thể đó là xem trên bất kỳ một cái phần mềm nào cũng được, mà không nhất thiết phải là Tesla, tại vì mình đã chuyển nó thành đối tượng Red rồi, Slab rồi, hoặc là Beam rồi. Nói chung là đối tượng của Tesla rồi, chứ không phải đường construction line nữa. Ok mà. Rồi, ok. Thì, rồi anh em cố gắng nha. Rồi, chào anh em.